Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Ngày hôm nay Duy sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu xe gia đình ha. Nhưng mẫu xe gia đình này dành cho những ông bố đam mê tốc độ các bạn. Đó thì trước khi đi lên xem cái chiếc xe đó ha, thì Duy sẽ uống một ly cà phê trước nha. Cho anh ly cà phê đi, cà phê sữa đi ha. Ngày hôm nay thì bên Duy có một cái tiệc trà nho nhỏ ha, dành cho những khách hàng đến tham quan những cái mẫu xe bên Duy. Đó thì cuối tuần thì bên Duy thường sẽ có những cái sự kiện nho nhỏ như thế này. Đó, các bạn thấy nè, ở đây có trưng bày những loại bánh rất là đẹp ha, rất là dễ thương nè. Các anh chị khách hàng đến đây thì xem xe, thưởng lãm xe. Thì ngoài ra thì có thể là có một cái tiệc trà, một cái tiệc bánh buffet nho nhỏ ha, cũng rất là dễ thương. Hoa rất là đẹp nè. Cà phê này là cà phê gì vậy em? Cà phê Kenya. Cà phê này của Việt Nam mình hay là của nước ngoài? Dạ, của Nam Mỹ. Của Nam Mỹ hả? Colombia. Cái này nó uống khác cà phê của mình không? Dạ, khác là nó bị hơi chua chua. Hơi chua chua đúng không? Cái loại cà phê này chắc cũng mới thôi em. Dạ mới à. Mà em thấy khách hàng uống cái này thích không? Dạ thích, khách hàng dùng cà phê mà đen để thích hơn là cà phê sữa. Anh thì chắc uống cà phê sữa thôi. Ở đây có máy cà pha cà phê. Cà phê này cà phê của Mỹ ha. Dạ, Nam Mỹ. Cà phê này với cà phê Việt Nam mình cà phê nào đậm hơn? Chắc cà phê Việt Nam mình đậm hơn đúng không? Cũng tùy, tại cà phê Việt Nam mình nó chủ yếu là hạt Robusta, đắng đậm. Còn cà phê mà ở bên nước ngoài, ví dụ châu Mỹ, châu Phi á, châu Âu người ta sử dụng là cà phê hạt Arabica. Thì nó sẽ là thơm nhưng mà nó sẽ có độ chua. Anh không biết mấy cái tên đó là như thế nào ta? Chẳng hạn như cái hạt của mình là... Hạt này là... Ở đây công ty mình đang sử dụng 100% là hạt Arabica, hạt A. Còn Việt Nam mình xuất khẩu là hạt Ro, đắng đậm. Còn hạt A là chua và nó thơm. Là do cây cà phê đó mình thu hoạch hay là sao? Cái đó là do giống cà phê. Nhưng mà hạt A thì nó là giá trị cao hơn hạt Ro rất là nhiều. Đây là giống cao nhất ha? Đúng rồi, giống này thì cái giá trị nó cao hơn. Ok, ở đây một ký cà phê thì khoảng bao nhiêu? Nếu mà ký cà phê này. Cái này bên công ty mình gửi chứ. Không biết ha, nhưng mà khoảng tầm mấy trăm ngàn không? Nếu mà hạt A thì cũng tùy, có thể là từ tùy loại 300-400, 100-1 triệu, cũng tùy loại nữa. Ok, cũng tùy loại ha. Anh thì tùy không có gành cà phê cho nên không biết. Tùy theo size nữa anh. Hạt này to hơn. Hạt lớn, hạt bé. Hạt bé hơn. Cũng tùy theo size mà cũng tùy theo khẩu vị mỗi người nữa. Mình cũng không thể nói là cái nào nó ngon hơn cái nào. Ok, tùy theo khẩu vị ha, tùy gu của mỗi người. Ok, cho anh ha. Lát lên trả cái ly nha. Dạ rồi. Cảm ơn mấy em nhiều. Ok. Đúng rồi đó, nó chua chua. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi lên trên lầu ha. Trên lầu thì có những cái mẫu xe của AMG. Ngày hôm nay thì bên Duy sẽ có một cái sự kiện nho nhỏ là trưng bày những cái mẫu xe của AMG. Đó, để mời khách hàng của mình đến xem những cái mẫu xe này ha. Thực ra những mẫu xe AMG các bạn, nó không phải là lúc nào nó cũng có ở showroom đâu. Đó, nhưng mà đợt này thì bên Duy đem về những cái mẫu xe AMG. Chắc là trưng bày khoảng vài ngày thôi là sẽ luân phiên ở những cái showroom khác nữa. Ok. Chiếc xe mà AMG mà Duy nói là dành cho gia đình ha, dành cho những ông bố mà thích đam mê tốc độ nữa các bạn nha. Thì các bạn biết rồi ha, đó chính là cái chiếc xe Mercedes-Benz GLB 35 AMG ha, hay còn gọi là GLB 35. Chiếc xe này thì nó cũng mới về showroom bên Duy cách đây mấy ngày thôi các bạn. Bạn thấy nè, ở đây có rất là nhiều những cái mẫu xe AMG ha. GT 53 AMG nè. Còn đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, GLB 35 AMG ha. Còn bên cạnh là A35 AMG. Đó, thì với cái mẫu xe trước đây thì Duy đã từng quay cho các bạn xem là cái GLB 200 rồi.
Đó, nhưng mà với chiếc xe GLB 35 AMG này thì có thể nói cái đặc biệt nhất của các chiếc xe GLB 35 này so với những các chiếc xe GLB 200 hoặc là những cái mẫu xe khác chính là cái phần động cơ các bạn. Đó, động cơ này là động cơ của AMG luôn. Bây giờ Di sẽ mở cho các bạn xem cái phần động cơ trước rồi Di sẽ cho các bạn xem tổng thể nội thất bên ngoài bên trong của chiếc xe này nha. Thực ra khi mà nói tới những cái mẫu xe của AMG, những cái mẫu xe mà hiệu suất cao á các bạn, thì cái động cơ, cái sự vận hành của nó chính là cái chính của cái chiếc xe. Đó. Cho nên là Di muốn cho các bạn xem ở cái phần động cơ trước là vậy. Đó, đây là cái động cơ AMG nè các bạn thấy không? Nó có một cái logo của AMG nè. Thì GLB 35 AMG sử dụng động cơ 2.0 lít các bạn nha, nhưng cho công suất lên tới là 306 mã lực. Đó, và hộp số của chiếc xe GLB 35 AMG này là sử dụng hộp số tự động 8 cấp các bạn. Thì trước đây thì các bạn sẽ nghe hay nghe nói là hộp số 7 cấp ha, hộp số 9 cấp, nhưng mà cái hộp số 8 cấp này, đây là cái hộp số của AMG phát triển riêng dành cho cái mẫu xe GLB 35 AMG này. Đó, với hộp số này 8 cấp này thì các bạn biết rồi ha. Đây là cái hộp số mà ly hợp kép nữa, cho nên là cái tốc độ mà sang số của cái chiếc xe GLB 35 AMG này nó sẽ cực kỳ nhanh luôn. Ly hợp kép ở đây là cái gì các bạn? Ly hợp kép có nghĩa là một cái ly hợp để sang số chẵn và một cái ly hợp để sang số lẻ. À, có nghĩa là cái hộp số của chúng ta đang bắt ở số 2 thôi thì cái ly hợp nó đã chuẩn bị cho số 3 rồi, cho nên nó bắt số cực kỳ nhanh. Đó, đó là cái chất của những cái chiếc xe thể thao các bạn, nó phải cần phải nhanh, cần phải độ trễ nó phải càng ít càng tốt ha. Đó. Và các bạn biết ha, sức mạnh khi mà Di nói là sức mạnh của động cơ của chiếc GLB 35 AMG này nó rơi vào tầm là 306 mã lực, nhưng mà với cái động cơ 2.0 lít thôi thì các bạn cũng sẽ không có hình dung được là nó sẽ mạnh như thế nào. Đó. Thì Di sẽ có một cái so sánh cho các bạn xem là cái chiếc xe Lexus các bạn, cái xe Lexus rất là to với động cơ là 4.6 lít và V8 luôn, nhưng mà công suất chỉ có 296 mã lực thôi cho chiếc xe 7 chỗ thật là to. Đó, còn với chiếc xe GLB 35 AMG này ha, kích thước nó nhỏ nhắn, dễ thương, gọn gàng, nhưng động cơ chỉ có 2.0 lít và công suất lên tới 306 mã lực. Đó thì các bạn biết rồi, hình dung ha, sức mạnh của chiếc xe này nó sẽ như thế nào so với là chiếc Lexus to như vậy. À, các bạn thấy nè, cái động cơ của AMG lúc nào các bạn cũng sẽ thấy nó rất là đặc biệt. Đó, cái phần này là phần tăng áp nè các bạn. À, tăng áp nè, các bạn thấy không? Đó, tăng áp của xe này là tăng áp kép luôn các bạn nha. Và cái thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h của chiếc xe GLB 35 AMG này chỉ mất là 5,6 giây thôi. Đó. Và mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này thì nó phải rơi vào tầm là hơn 10 lít trên 100 km ở ngoài đô thị. Thì chắc chắn với cái động cơ mà 306 mã lực như thế này thì mức tiêu thụ nhiên liệu nó cũng sẽ cao hơn rất là nhiều so với những cái động cơ 2.0 thông thường. Ok, bây giờ là nãy giờ thì Di cho các bạn xem cái phần động cơ nó hơi nhiều ha, cũng rất là chi tiết rồi. Bây giờ Di sẽ cho các bạn xem rồi cái ngoại hình bên ngoài cũng như là nội thất bên trong của xe GLB 35 AMG này. Về phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy nè, cái GLB 35 AMG đây là một cái thiết kế đặc trưng của những cái mẫu xe AMG bên Di. À, lưới tản nhiệt nè các bạn thấy không, những cái sập đứng nè đó. Còn đối với GLB 200 á, thì sử dụng là cái lưới tản nhiệt là những dạng viên kim cương. À, ở đây có một cái logo của AMG nè đó. Phần cản dưới của chúng ta thì các bạn thấy thiết kế nè ha, rất là góc cạnh luôn. Cụm đèn của chiếc xe GLB 35 AMG này thì nó sẽ y chang như chiếc xe GLB 200 luôn các bạn, nó sẽ không khác ha, vẫn là đèn LED High Performance đó, đèn full LED. Đi sang bên hông một chút xíu các bạn thì các bạn sẽ thấy nè, cái bộ mâm xe ha. Đó, bộ mâm xe của AMG lúc nào các bạn cũng sẽ thấy nó cực kỳ đẹp ha, rất là thể thao. À, các bạn có thích cái bộ mâm này không các bạn? Đó, so với bộ mâm của cái chiếc xe GLB 200 thì các bạn thích cái bộ mâm nào hơn ha? Đây là cái logo của AMG chỗ này nè. Đó, bộ mâm của chúng ta là sử dụng là cái mâm 20 inch, thông số của lớp là 255/40
ZR20 ha. Đó, bộ mâm của chúng ta thể thao, cực kỳ thể thao luôn, 20 inch. Cho nên các bạn sẽ thấy là cái phần cao su này nó sẽ rất là mỏng nè các bạn thấy không? Okay. Tiếp theo nữa các bạn sẽ thấy là ở bên hông nó có một cái logo của Turbo và Formatic ha. Đồng nghĩa với việc là chiếc xe của chúng ta là sử dụng hệ thống vận động 4 bánh toàn thời gian. Đó, xe của chúng ta là hoạt động 4 bánh luôn các bạn nha. Thì đối với những cái chiếc xe SUV như thế này thì Duy nghĩ là trang bị cái hệ thống hoạt động 4 bánh thì nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. À, xe GLB 35 AMG nó sẽ khác với GLB 200 ở một cái điểm nữa các bạn. Đây, trên tay nắm cửa các bạn sẽ thấy có một cái ốp chrome nè. Đó, đồng nghĩa với việc là chiếc xe của chúng ta trang bị hệ thống Let's Go. Chúng ta chỉ cần chạm vào đây nó sẽ lock cửa ha, và chạm vào đây nó sẽ mở cửa thôi. Ngoài ra thì GLB 35 AMG được trang bị cái kính sau là kính tối màu các bạn nha, kính cách nhiệt tối màu. Đó, các bạn nhìn sẽ thấy là cái GLB từ xa nó sẽ trông ngầu hơn rất là nhiều ha. GLB này hiện tại là bên Duy là chưa có dán phim hay là chưa có làm gì hết. Đây là cái xe nguyên bản từ nhà máy về. Ngoài ra thì thông số ở lớp sau nè các bạn, các bạn cũng sẽ thấy ha. Nó sẽ giống như bánh trước luôn, 255/40 ZR20 và bộ cùm phanh nè các bạn. Đó, nãy giờ Duy chưa quên cho các bạn, lúc nãy là Duy quên cho các bạn xem là cái cùm phanh ở phía trước ha. Đó, nhưng mà đối với cùm phanh ở phía sau nè, cái đĩa phanh của chúng ta vẫn được đục lỗ luôn. Đó, và có những cái rãnh nè để mà giải nhiệt nè các bạn thấy không. Đó, thì đây là những cái bộ phanh của AMG thì lúc nào cũng sẽ được trang bị như thế ha. Bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem lại cái cùm phanh ở phía trước nè. Đó, cùm phanh của AMG á, thì lúc nào nó cũng sẽ to gấp đôi so với lại cái bộ cùm phanh thông thường nè. Và ngoài ra nó có chữ logo của AMG ở đây nè các bạn thấy không. Đó, đĩa phanh của chúng ta thì rất là to cũng như là có đục lỗ nè. Đó, bây giờ cái điểm mà nhận dạng giữa những cái dòng xe AMG các bạn, đối với những cái dòng xe AMG Line á, thì nó cũng rất là dễ dàng, các bạn chỉ nhìn vào cùm phanh thôi các bạn đã biết rồi. Tại vì tiêu chuẩn mới bây giờ hiện tại là Mercedes-Benz là sẽ không có trang bị cái đĩa phanh đục lỗ cũng như là cái cùm phanh to này cho những cái mẫu xe AMG Line nữa ha, chỉ trang bị cho những cái mẫu xe AMG thôi. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi ở cái cốp sau nè. Về thiết kế ở cái phần đuôi xe ở phía sau so với lại cái GLB 200 thì các bạn sẽ cũng không có thấy cái điểm gì khác biệt hết, bởi vì là cái GLB 200 của chúng ta vẫn được trang bị cái body kit của AMG, cho nên các bạn nhìn bên ngoài giữa hai cái mẫu xe này nó gần như là tương đồng với nhau luôn. Đó, ở đây có cái logo của AMG ha, và ở đây là GLB 35. À, những cái cánh khuếch tán gió ở dưới này. À, đây là những cái thiết kế đặc trưng của AMG rồi, cũng như là bô xe thì chúng ta là bô xe tròn ha, được đối xứng hai bên, nhìn nó cực kỳ thể thao luôn. Các bạn nhìn thấy cái ngoại hình của chiếc xe này các bạn, các bạn thấy giống cái mẫu xe gì bên gì, rất là giống với chiếc xe GLS ha các bạn ha, rất là giống luôn. Đó, cái này nó gọi là đàn em của GLS 450. GLB 35 AMG hay là GLB 200 các bạn được trang bị là 7 chỗ ngồi ha. Đó, cái hàng ghế thứ ba nè. Đó, thì khi mà các bạn không có người ngồi á, các bạn cần để đồ nhiều ha, hành lý nhiều thì chúng ta có thể là gặp lại. À, gặp lại đây, rất là gọn gàng. Ở dưới đây thì các bạn cũng sẽ thấy là nó không có cái gì hết, chỉ có mỗi là cái tấm che hành lý ở đây khu vực này thôi. À, các bạn thấy không? Đó, bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem đây nè. Ở đây vẫn có hai cái nút bấm đây ha. Cái GLB 35 á bạn, các bạn sẽ thấy nó có một cái cánh phết tán gió chỗ này nè, nó sẽ khác một chút xíu so với là cái GLB 200 ha. Đó, chi tiết này mình chỉ cần là ốp vào thôi. Đó, cái này sử dụng là dán keo các bạn nha. Một chi tiết nhỏ như thế này thôi cũng nhìn cho chiếc xe của chúng ta nó hấp dẫn hơn các bạn. Ok thôi, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi vào cái khoang nội thất đi của chiếc xe GLB 35 AMG này. Đây là cái chìa khóa của chiếc xe GLB này các bạn.
Đó, các bạn sẽ thấy không, nó sẽ khác với cái chìa khóa của cái chiếc xe thông thường. Đó là cái xe của chúng ta được cái chìa khóa của chúng ta là bọc rôm đen luôn các bạn. Nó không phải là chrome bóng nữa mà là chrome đen luôn ha. Nhìn nó ngầu hơn. Có cái logo của AMG nè. À. Về phần nội thất á, các bạn sẽ thấy là chiếc xe GLB 35 AMG này sẽ có cái phần nội thất nhìn cực kỳ thể thao, cực kỳ thời trang và cá tính luôn. Đó, so với cái nội thất của chiếc xe GLB 200 các bạn thì các bạn sẽ cũng thể thấy là giống như thế này thôi. Nó cũng không có khác gì nhiều. Đó, đặc biệt là cái ghế da của cái xe GLB 35 AMG này các bạn thấy nè. À, được may bằng những cái đường chỉ đỏ nè ha, nhìn cực kỳ thể thao luôn. Và ở phần giữa cái ghế á, thì Mercedes-Benz trang bị cho nó là một cái lớp da này giống như gọi là da dinamica các bạn, giống như da lộn ha. Nhìn nó thể thao và cá tính hơn nè. Đó các bạn thấy không? Thực ra đối với chiếc xe GLB 200 các bạn thì vẫn sử dụng cái ghế da tương tự y chang vậy thôi, nó cũng không có khác gì hết. Đó, những cái thiết kế và những cái hốc gió nè, những cái tuabin của máy bay nè, có đèn nè các bạn ha. Buổi tối thì các bạn đi, nội thất của chiếc xe GLB này thì cực kỳ đẹp đó, nhìn cực kỳ hấp dẫn ha. Mặc dù là kích thước tổng thể của chiếc xe GLB 35 này các bạn nó cũng tương đương với lại cái xe GLC thôi, nhưng mà khi ngồi vào cái vị trí ghế ngồi này cũng như ngồi vào cái vị trí phanh lái các bạn thì cảm thấy là nó sẽ khá là rộng rãi. Nó rộng rãi bởi vì sao? Bởi vì là cái thiết kế ở cái phần giữa này nó sẽ nhỏ hơn so với lại cái xe GLC, cho nên là khi mà Duy để chân á thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ cảm giác là nó sẽ rộng rãi thoải mái hơn rất là nhiều ha. Ngoài ra thì cái trần xe của chiếc xe GLB này nó khá là cao luôn các bạn. Đó, khá là cao luôn, nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với cái xe GLC, cho nên là ngồi vào mình cảm giác là nó cực kỳ thoải mái. Về phần nội thất, về phần mà nội thất cũng như là những cái trang thiết bị trên cái phần giải trí này thì nó cũng sẽ không có khác gì nhiều so với lại cái chiếc xe GLB 200. Đó, ngoài ra thì cái điểm mà nổi bật nữa trên chiếc xe này chính là cái sử dụng cái hệ thống loa này các bạn, Boommaster này. Đó, loa Boommaster này các bạn nha. Đó thì đây là một cái điểm mà vượt trội hơn so với lại cái GLB 200. Đó, bây giờ Duy sẽ cho các bạn thử cái phần âm thanh nha, để xem cái hệ thống âm thanh Boommaster này nó sẽ như thế nào. Boommaster là một hãng loa cực kỳ nổi tiếng các bạn, đó của Đức ha. Thì hầu như những cái mẫu xe mà cao cấp bên Duy thì đều được trang bị cái loa Boommaster này hết rồi. Trước đây thì Mercedes-Benz hay sử dụng là những cái loa chẳng hạn như là Harman Kardon, loa P&O. Nhưng mà những cái chiếc xe Mercedes-Benz sau này thì Mercedes-Benz đều trang bị cho nó là loa Boommaster hết. À, bây giờ Duy thử nghe nhạc nha. Thì đối với cái hệ thống âm thanh này các bạn thì khi mà Duy test ở đây chắc chắn các bạn cũng nghe cũng không có biết được cái âm thanh nó sẽ ra như thế nào đâu. Đó, nhưng mà các anh chị các bạn cứ đến showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng bên Duy sẽ cho các anh chị các bạn trải nghiệm cái hệ thống âm thanh này thực tế bên ngoài thì các anh chị mới thấy được cái chất lượng âm thanh nó phát ra từ cái loa nó sẽ như thế nào. Đó, và cái chất lượng âm thanh nó còn phụ thuộc rất là nhiều vào cái chất lượng file pha nhạc nữa các bạn. Đó, nếu mà các bạn kết nối điện thoại Bluetooth mà nghe online á, thì chắc chắn cái này nó cũng sẽ không thể nào mà phát huy hết được cái chất lượng của âm thanh của đàn loa Boommaster này nữa ha. Ngoài ra thì đó, các bạn phải chép những cái file định dạng nhạc ở cái định dạng cao thì chúng ta mới nghe được rõ cái chất âm cũng như là cái sự sắc sảo từ cái âm thanh phát ra từ cái loa Boommaster này. Ok, những cái này thì nó vẫn là những cái thiết kế tương tự như những cái mẫu xe khác của Mercedes-Benz, cũng là xe GLB rồi. Đó, cũng như là GLB 200 rồi các bạn nha, cũng không có khác gì. Đó, ở đây là cái touchpad nè ha, những cái nút bấm để điều khiển nè. À, ngoài ra cái GLB 200 các bạn sẽ thấy có cái này, của GLB 35 các bạn sẽ thấy có cái nút này. Đó, cái này là cái nút để điều chỉnh cái hệ thống treo các bạn nha. Đó, khi mà chúng ta bấm vào đây hoặc là bấm vào đây, đó, thì xe của chúng ta nó sẽ chuyển sang cái hệ thống treo nè. Đó, các bạn thấy không, khi bấm vào chế độ comfort nè,
Như bấm thêm một cái nữa là chế độ lái sport cộng nè. Đó các bạn thấy không? Khi mà tắt đèn là chế độ, khi mà cái phuộc này các bạn, cái nút phuộc này tắt đèn á là nó sẽ chuyển sang chế độ lái comfort ha. Còn Duy bật một cái nút màu đỏ sáng lên á thì là chế độ phuộc sport nè. Bấm thêm một cái nữa, hai cái đèn đỏ sáng lên là phuộc sport cộng. Đó, phuộc sport cộng thì nó sẽ cứng hơn các bạn nha, cứng hơn rất là nhiều. Để vì là khi mà chúng ta đi tốc độ cao á, chúng ta sẽ cần cái phuộc của chúng ta sẽ cứng hơn, để chi? Để chúng ta sẽ vào cua nó sẽ ổn định hơn rất là nhiều. À, thì trên những cái mẫu xe của AMG á, thì thông thường nhà sản xuất họ mới trang bị những cái tính năng như thế này các bạn. Còn đối với những cái hệ thống, còn với đối với những cái dòng xe mà thông thường thì thông thường nhà sản xuất họ sẽ không bao giờ trang bị những cái tính năng mà vận hành như thế này đâu. Bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem nữa chế độ lái nè. Chế độ lái của chiếc xe GUB 35 AMG này thì nó cũng sẽ giống như những cái mẫu xe khác của Mercedes-Benz thôi. Nó cũng có chế độ lái Sport cộng nè, Sport nè, Comfort nè, chế độ lái cá nhân nè. Ngoài ra thì nó còn có một chế độ lái trên đường trơn trượt nè các bạn thấy không? Đó, khi mà lái ở trên đường trơn trượt như thế này á các bạn, thì khi mà chúng ta đi đường mà mưa á, mà có bùn mà trơn á, thì chúng ta sẽ chuyển sang chế độ lái đường trơn trượt này. Để làm chi? Chiếc xe của chúng ta nó sẽ cho chúng ta trượt một ít. Đó, trượt một ít các bạn nha. Tại vì khi mà xe của chúng ta mà bị trượt á, thì thông thường là hệ thống phanh, những hệ thống ESP nó sẽ khóa bánh xe lại, nó sẽ không cho xe chúng ta chạy. Đó thì chúng ta chỉ đứng yên tại chỗ thôi. Nhưng đối với cái tính năng mà đường trơn trượt này thì nó sẽ cho xe chúng ta trượt chi, để xe chúng ta có thể là đi qua cái chỗ lầy đó một cách dễ dàng hơn thôi. À, ok, đó là như vậy. Vừa khoan phía sau thì Duy nghĩ là chắc cũng sẽ tương tự như chiếc xe GLB 200 AMG thôi. Bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi qua khoang phía sau nha. À, Duy sẽ chỉnh cái ghế lại. Ok. Về phần phía sau thì các bạn sẽ thấy là cái GLB 35 này nó cũng khá là rộng rãi. Rộng rãi ở đây là bởi vì sao? Rộng rãi bởi vì là cái trần xe của chúng ta nó khá là cao. Ngoài ra thì GLB 35 AMG này được trang bị cửa sổ trời toàn phần nữa nè. Cho nên là các bạn thấy là nó sẽ thoáng hơn rất là nhiều nữa. Ở đây thì chúng ta sẽ có là hai cái khe gió để chỉnh gió của máy lạnh ha. Ở đây chúng ta có một cái cổng sạc điện thoại Type-C cho cái người ngồi sau. Ngoài ra thì cái ghế của chiếc xe GLB này chúng ta có thể di chuyển nè các bạn nha. À, ở đây chúng ta có một cái lẫy ha, chúng ta chỉ cần kéo lên và chừa cao phía sau. Đó, khi trong trường hợp mà không có người ngồi phía sau á, chúng ta có thể là lùi hết cái ghế giữa này ở cái vị trí là lùi maximum, thì cái khoang này nó sẽ rất là rộng luôn các bạn nha. Đó, còn trong trường hợp mà chúng ta sẽ có người ngồi phía sau thì chúng ta có thể là chia sẻ không gian ở phía sau bằng cách là chúng ta đẩy hết cái ghế lên đây. À, như vậy thôi. Đó, về phần ở phía sau thì Duy nghĩ là những anh chị cao khoảng tầm 1m65 ha, hoặc là những cái đứa bé thì cũng có thể ngồi rất là thoải mái. Còn nếu mà chúng ta cao quá ha, từ 1m75 trở lên này nọ thì ở phần sau thì rất là khó ngồi. Đó, nhờ như vậy thôi. Vừa rồi thì Duy đã cho các bạn xem thật là kỹ cái ngoại thất bên ngoài cũng như nội thất bên trong và động cơ của chiếc xe Mercedes-Benz GLB 35 AMG này rồi. Để biết thêm chi tiết về mẫu xe này, các anh chị các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Nếu các bạn thấy clip của mình hay thì đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin mới nhất về tất cả những cái mẫu xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các anh chị các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những clip tiếp theo.